Trà sữa, các bạn đã nghe đến trà sữa, một trong những thức uống rất quen thuộc của người Việt Nam. Từ học sinh, sinh viên cho đến các bạn trẻ làm văn phòng, đã đi làm hay thậm chí là các mẹ, các bà. Đi đâu chúng ta cũng sẽ nghe đến rằng là ở lại trà sữa, hôm nay lại uống trà sữa, lại là trà sữa nữa à. Và các bạn biết không, theo đánh giá của các công ty nghiên cứu thị trường, tại Việt Nam, trà sữa đang được đứng ở vị trí thứ hai về lượng người ưu chuộng sử dụng liên quan đến thức uống. Bên cạnh đó, thị trường trà sữa Việt Nam có tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 20% và đã đạt quy mô hàng năm lên đến hơn 360 triệu USD. Những con số này cho thấy một tiềm năng rất lớn của ngành kinh doanh trà sữa. Và việc kinh doanh trà sữa đã trở thành những cái lựa chọn phù hợp của các bạn sinh viên và những startup trẻ. Thì bên cạnh yếu tố kinh doanh như đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng thực đơn và công thức đồ uống, thì các vấn đề về thủ tục pháp lý cũng cần được ưu tâm. Nhắc đến thủ tục pháp lý thì nhiều người sẽ đặt ra một câu hỏi rằng, vậy thì họ chỉ mở một quán trà sữa bé bé, một cái xe trà sữa ở lề đường, vậy thì có cần phải đăng ký kinh doanh hay không? Vậy thì video ngày hôm nay sẽ trả lời được câu hỏi đó. Nếu bạn bán trà sữa lưu động ở vỉa hè nhỏ lẻ và không có một địa điểm cố định thì sẽ không cần phải đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, nếu như bạn dự định mở một quán trà sữa tại một địa điểm cụ thể và đầu tư bài bản thì bạn phải thực hiện cái thủ tục đăng ký kinh doanh. Thì việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh của bạn là sẽ là hợp pháp và sẽ tạo thuận lợi cho bạn hơn trong cái quá trình các bạn hoạt động và hợp tác với các đối tác, đặc biệt là nếu các bạn có dự định phát triển thành chủ trà sữa nhượng quyền chẳng hạn. Ngoài ra, nếu bạn có đăng ký kinh doanh thì bạn cũng sẽ có một cơ hội tiếp cận đối với các khoản vay phục vụ kinh doanh từ ngân hàng. Để đăng ký kinh doanh thì bạn sẽ có hai cái mô hình để lựa chọn. Thứ nhất là hộ kinh doanh và thứ hai là công ty. Thì đối với lại mỗi một mô hình đó, nó đều sẽ có những cái ưu và nhược điểm riêng. Thì làm sao để bạn lựa chọn được cái mô hình nào phù hợp với quán trà sữa của mình, thì công ty luật đã có một cái video về vấn đề này, các bạn có thể theo dõi lại để xem mình có thể phù hợp với lại mô hình kinh doanh nào. Và đối với về trình tự thủ tục thì nếu như bạn thành lập hộ kinh doanh thì bạn sẽ cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau. Thứ nhất là giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Thứ hai là bản sao chứng thực chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình, trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Và thứ ba sẽ là bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Và sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ thì các bạn sẽ nộp hồ sơ tại phòng tài chính kế hoạch cấp huyện, nơi mà bạn dự định sẽ mở cái quán trà sữa đó. Và trong vòng 3 ngày làm việc thì các cơ quan chức năng sẽ thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cho các bạn. Và khác với hộ kinh doanh thì việc bạn thành lập công ty, thành phần hồ sơ sẽ có chút thay đổi. Cụ thể như sau, nếu bạn một mình đứng ra mở quán trà sữa và chọn thành lập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thì bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm: một là giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, hai là điều lệ công ty và ba là bản sao chứng thực về chứng minh nhân dân, căn cước công dân của chủ công ty và người đại diện theo pháp luật. Nếu như bạn cùng hợp tác với người khác mở quán trà sữa thì bạn có thể lựa chọn loại hình công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần. Thì đối với lại hai cái thành phần hồ sơ và cũng như thủ tục pháp lý để thành lập hai loại công ty này thì công ty luật cũng đã có một cái video về cái loại hình mô hình doanh nghiệp này, bạn có thể xem lại cái video bên dưới như mình đã để nhé. Và hồ sơ thành lập công ty thì các bạn sẽ nộp tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh nơi mà các bạn sẽ mở công ty. Và thời gian giải quyết của các cơ quan này cũng là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Và nếu như bạn không thể tự đi nộp được hồ sơ thì bạn cũng có thể sẽ làm giấy ủy quyền để cho cá nhân hoặc một đơn vị nào đó để đi nộp thay cho các bạn. Sau khi đăng ký kinh doanh xong, bạn cần phải thực hiện thêm các thủ tục cần thiết theo quy định như cất dấu công ty, mở tài khoản ngân hàng, kê khai thuế ban đầu, kê khai và đóng thuế môn bài. Và sau cái bước mà đăng ký thành lập doanh nghiệp thì bước tiếp theo cũng rất cần, và đặc biệt là đối với lại cái loại hình doanh nghiệp là kinh doanh về buôn, kinh doanh về thực phẩm, thì các bạn cần phải xin một cái giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì kinh doanh trà sữa cũng thuộc về lĩnh vực ăn uống, vì vậy trước khi đi vào hoạt động, bạn phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều kiện cơ bản để được cái giấy phép này có 3 điều kiện. Thứ nhất, hàng hóa, nguyên vật liệu, đầu vào phải có đầy đủ hóa đơn và chứng từ hợp pháp. Thứ hai, quy trình chế biến phục vụ trà sữa được bố trí theo nguyên tắc một chiều, từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng. Và cuối cùng đó chính là thiết bị
phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm phải đảm bảo được vệ sinh. Theo đó, trước khi nộp hồ sơ xin giấy phép này, bạn cần phải kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện hoặc là liên hệ công ty dịch vụ. Họ sẽ xuống tận nơi để khảo sát hiện trạng và tư vấn cho bạn. Tránh một cái trường hợp là nộp hồ sơ bị trả lại do là không đáp ứng điều kiện, thì như vậy sẽ rất là mất công và tốn thời gian của các bạn. Và tùy vào tình hình đăng ký là hộ kinh doanh hay là công ty mà bạn sẽ phải nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện, hoặc là Ban An toàn thực phẩm cấp tỉnh, hoặc là Sở Y tế nếu như địa phương đó chưa thành lập Ban An toàn thực phẩm, để thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Loại giấy phép này rất quan trọng, và nếu như quán trà sữa kinh doanh mà mình không có giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm thì có thể sẽ bị xử phạt hành chính từ 20 cho đến 30 triệu đồng. Và một vấn đề khác rất quan trọng đó là về phòng cháy chữa cháy. Thì đối với vấn đề này cũng sẽ tùy theo cái quy mô của quán trà sữa mà chủ quán cần phải thực hiện cái thủ tục về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Nếu như quán không có trang bị thiết bị về phòng cháy chữa cháy và thực hiện thủ tục theo quy định thì chủ quán cũng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm. Do đó khi mở quán trà sữa, các bạn cũng cần phải liên hệ, tốt nhất các bạn nên liên hệ với lại công an phòng cháy chữa cháy hoặc là đơn vị dịch vụ cấp giấy phép để được hướng dẫn chi tiết về các thủ tục tương ứng về quy mô kinh doanh của quán trà sữa. Và một cái lưu ý cuối cùng mà công ty luật cũng rất là muốn các bạn chia sẻ đến các bạn, đó là các bạn hãy lưu ý đến việc để đăng ký thương hiệu của quán trà sữa, để tránh cái trường hợp chúng ta sẽ bị ăn cắp thương hiệu nè, hoặc là gây hiểu nhầm cho khách hàng. Đương nhiên rồi, một quán trà sữa bao giờ các bạn cũng sẽ có một cái tên gọi thương hiệu cho cái nhãn hàng của mình, rồi có một số bạn cũng sẽ có những cái logo và hình ảnh nhất định. Như vậy thì cái việc đăng ký thương hiệu sẽ rất là cần thiết để chúng ta có thể bảo vệ được cái quyền lợi của doanh nghiệp chúng ta. Và thủ tục về đăng ký nhãn hiệu thì các bạn cũng có thể tham khảo với cái link bên dưới để có thể có thủ tục và những cái quan tâm chi tiết hơn, cụ thể hơn về vấn đề này nhé. Và cuối cùng là sẽ chúc cho các anh chị đã đang hoặc là sắp kinh doanh mô hình trà sữa này, các bạn sẽ có những cái bước đầu thuận lợi nè, rồi chúng ta sẽ ngày càng phát triển nhiều hơn về mặt chúng ta sẽ kinh doanh và ngày càng phát triển nhiều hơn. Và nếu như các bạn cần hỗ trợ một thủ tục pháp lý nào khác liên quan thì hãy liên hệ theo số điện thoại và email bên dưới để các luật sư và chuyên viên có thể tư vấn đến các bạn nhiều hơn nhé. Và nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật để theo dõi những thông tin pháp lý hữu ích khác. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.